Quý vị có thấy tiết mục của bạn vừa rồi có hay không ạ? Nếu hay xin cho một tràng vỗ tay thật lớn nữa đi ạ. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Được thành lập từ tháng 6 năm 2012, đến nay đã được 3 năm. Với sự nỗ lực không ngừng và sáng tạo của người huấn luyện viên đã xây dựng nên một môi trường học thân thiện, chất lượng. Bên cạnh đó, chúng ta không quên những người học viên đã gắn bó với câu lạc bộ suốt những năm qua. Đó chính là niềm vui, là món quà và là động lực to lớn nhất cho người giáo viên. Và chúng ta hãy cùng chào đón người chèo chống công việc của lớp bình vững trong suốt 3 năm qua. Tuy còn rất trẻ tuổi nhưng cô đã có những thành công và những sự nghiệp nhất định cho riêng mình. Vâng, xin mọi người cùng cho một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón cô Lê Nguyễn sẽ đưa lên sân khấu, sẽ có đôi lời nhắn gửi đến tất cả quý vị. Xin mời cô. Lời chào đầu tiên em xin kính chào tất cả các vị khán giả. Hôm nay đã không ngại đường xa xôi đến đây cùng em tham dự buổi tiệc mừng sinh nhật ngày hôm nay. Hiện tại thì thật sự là em rất là vui khi mà các anh, các chị đã gắn bó với em và cũng như là nhớ với em. Mỗi năm đều nhắn tin rồi hỏi em là năm nay có làm tất niên rồi hay không. Thì đó là cái mà niềm vui rất lớn mà khi em dìu dắt mọi người càng ngày càng đi lên trong bộ môn của lớp. Thì em thành công được nhờ ngày hôm nay là cũng do một phần là người chị của em, chị Liên Nguyễn. Chị cũng đã dìu dắt em trong thời gian đầu rất là nhiệt tình và làm cho em cảm thấy đam mê và yêu nghề của mình hơn. Là và em muốn mời chị lên đây để nhận một bó hoa tươi thắm từ em. Vâng, xin trọng mời cô Liên Nguyễn ạ. Xin mời cùng cho một tràng vỗ tay để chào đón cô Liên Nguyễn. Một lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Kính thưa tất cả các bạn, hôm nay đứng trên cái điểm vinh dự này thì cảm thấy rất là vui. Vui vì đã có một đàn em đã tiếp nối được cái niềm đam mê của mình. Thì thấy một sự thành công của em thì đến hôm nay thì không có niềm gì mà hạnh phúc hơn. Đối với người chị thì dành cho em thì xin gửi đến một em một nụ hôn để động lực tinh thần cho em. Chị cũng đã lên đi đứng với em rồi thì em cũng xin tặng một bó hoa tươi thắm gửi đến chị bày tỏ lòng biết ơn của chị em đối với chị thời gian qua. Cũng có gắn bó với em, cũng có rất nhiều câu lạc bộ mà hợp tác và cũng cố giống như tình chị em, rất là yêu thương em, dìu dắt em đi trên con đường này nữa. Thì em mời câu lạc bộ mà em đang hợp tác hiện nay là câu lạc bộ Sắc Xuân. Em mời chị Xuân đại diện lên nhận một bó hoa từ em. Dạ, và người chị thứ hai nữa là cũng đã là dancer biểu diễn cùng em rất là nhiều chương trình và chị cũng đã lặn lội đường xá xa xôi đến đây để cùng chúc cho buổi tiệc ngày hôm nay. Em mời chị Thanh Phương Gò Vấp ạ. Vâng, xin mời chị Thanh Phương ở Gò Vấp ạ. Xin quý vị cho chàng thân lớn nè.
Vâng, vừa rồi quý vị cũng đã nghe những lời nhắn gửi của cô Lê Nguyệt tới tất cả mọi người trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn những lời nhắn gửi của cô rất nhiều. Và để tiếp tục thì xin được trân trọng mời các học viên lớp Belly Dance sẽ cùng bước lên sân khấu để chúng ta cùng nhận bộ bó hoa từ cô Lê Nguyệt. Xin trân trọng mời các học viên từ lớp Belly Dance.